Nguyên nhân vụ giết người chặt đầu nạn nhân kinh hoàng ở quận 7 chiều ngày 26 tháng 9. Tối ngày 26 tháng 9, Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án xảy ra tại con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng, quận 7 xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip 55 giây ghi lại cảnh kinh hoàng bên trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nghi bị chém bởi một đối tượng ngáo đá. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày. Vào thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống trong con hẻm nghe tiếng la hét phát ra từ một căn nhà. Khi mọi người chạy tới thì bàng hoàng phát hiện phần đầu người nằm trước căn nhà, phần thi thể còn lại cách đó không xa. Người dân xung quanh con hẻm ở quận 7 này cho hay, nguyên nhân ban đầu của sự việc có thể là do hành vi bất thường, nghi đã sử dụng ma túy đá của hung thủ. Theo đó, vào chiều ngày 26 tháng 9, tên hung thủ được cho là đến nhà nạn nhân chơi. Giữa hai người này sau đó xảy ra hiềm khích gì không ai rõ, nhưng cuối cùng, nạn nhân xấu số đã chết không toàn thây. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính của vụ án kinh hoàng chặt đầu quận 7 này có thể là do ngáo ma túy đá. Đây vốn là một loại chất cấm, thường gây ra ảo giác cực mạnh sau khi sử dụng. Trước đó, rất nhiều vụ án kinh hoàng khác cũng từng xảy ra do tác hại của loại tạp chất này. Dù đã bị cấm buôn bán và sử dụng, nhưng ma túy đá bằng cách nào đó vẫn len lỏi vào cuộc sống của người dân và gây ra những hệ lụy kinh hoàng. Bên cạnh vụ án chặt đầu quận 7 vừa xảy ra ngày hôm nay, thì trước đó mạng xã hội cũng từng không ít lần rúng động trước những vụ án thê thảm. Rất nhiều những vụ án con giết cha, giết mẹ, thậm chí là giết người trong cơn ngáo đá vì lý do ảo giác đã khiến nhiều người ghê sợ. Dù đã rất nghiêm trị nhưng hành vi sử dụng ma túy đá này vẫn tiếp diễn khiến xã hội vô cùng bàng hoàng. Từ vụ chặt đầu mới nhất ở quận 7 này, nhiều người mong rằng xã hội sẽ sớm có những biện pháp ngăn chặn tình trạng nghiện ma túy đá trong cộng đồng, cũng như cơ quan công an sẽ có hình phạt nghiêm minh cho những đối tượng buôn bán, vận chuyển và tàn trữ, sử dụng loại ma túy nguy hiểm này. Về phần hung thủ, hiện tại y đang bị bắt giữ và lấy lời khai tại cơ quan công an.